Hôm nay Hiền Diệp chia sẻ câu chuyện của sư Minh Tuệ và cảm nhận từ một bạn Phật tử như sau. Thầy Minh Tuệ kể về mình từng bị sét đánh chết, con từng bị sét đánh chết, con cũng thấy sự chết rồi. Mình cảm giác mình ở một không gian trống rộng, không có ai với mình cả. Mình thấy họ nhưng họ không thấy mình. Khi đó tâm và nghiệp ra khỏi thân thể này, còn xác họ khiêng, cõng đi, mình thì vẫn lơ lửng không biết đường đi lối lại, mình lang thang như thế. Lúc đấy mình biết nghiệp mình chưa chết, chưa tái sanh nhưng nhờ bị cái duyên ấy mình thấy rằng, thì ra tất cả là như thế, không phải là như mình tưởng hay nhiều người nói chết là hết nhưng không phải. Chết thì vẫn còn nghiệp tái sanh, vẫn còn đi, nghiệp dẫn mình đi. Làm được nhiều công đức thì lên chỗ hưởng sung túc. Ở đời ai làm quan làm chức to quyền đó cũng do đời trước tích phước tích đức giờ mới được làm. Nếu làm rồi mà không lo tu công đức cho mình, thì hết cũng lại đọa xuống địa ngục như thường, không chạy khỏi. Kể cả vua chúa, kể cả thiên chủ sắc ca ở cõi trời cũng thế, sống lâu bao nhiêu rồi cũng chết, cũng xuống. Do mình không biết ấy, nhưng chính vì mình không biết mình mới sống được, mình mới an tâm, mình biết cái gì đâu. Nếu mình biết thấy sợ hãi rồi thì đâu có ai muốn sống ở nhà nữa, ai cũng lo chạy đi tu. Ngày xưa bình thường con đi làm công việc, đi uống cà phê, đi chơi rồi vui vẻ như ở đời, không làm không được. Giờ biết rồi, làm như thế rồi mang nghiệp, tạo nghiệp. Lúc thầy bị sét đánh như vậy là thầy đã chết lâm sàng trong bao lâu? Việc đó cũng mấy phút, do bị đánh nhanh quá, chết rồi mới thấy như thế. Nếu mà đánh từ từ thì chết liệm, do đường điện chạy vào mình nhanh quá, nó bật cái nghiệp, tâm thức của mình ra ngoài, thì mình vẫn thấy bình thường như thế. Có điều mình thấy mình lơ lửng ở trong không gian thôi. Mình có thể là đi không có chướng ngại, còn xác lúc ấy là vô thức rồi, không có gì. Thấy được việc đó rồi sợ hãi, mình mới lo tu hành. Chứ ở đời mình có tiền, mình có nhà cửa, mình có điều kiện, rồi đất nước hòa bình nữa, ở sung túc, ăn hưởng đâu có lo điều gì đau khổ cho mình đâu. Mọi người thấy không, cuộc sống cơm mọi người vẫn ăn đầy đủ, không có thiếu thốn gì, chiến tranh thì không có, đất nước hòa bình. Sống công việc ổn định, làm mọi người còn đi du lịch hưởng ngoạn chỗ này chỗ kia mà ai nói khổ đâu, đúng không? Mọi người làm việc dù là làm công nhân, hốt rác đi, họ cũng tìm được niềm hạnh phúc của họ mà, họ vẫn được hưởng, được ăn được ngủ rồi họ cũng được hưởng dục lạc như thế này thế kia. Nhưng đó là sự hưởng đơn giản, nhưng mà những sự khổ sau sẽ thấy nữa, giờ chưa thấy chứ không phải là không có điều ấy. Nam Mô A Di Đà Phật, xin hãy thường niệm. Hiền Diệp cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video Hiền Diệp chia sẻ. Để xem nhiều thông tin mới hãy nhấn vào like, follow, đăng ký kênh để xem nhiều video hữu ích nhé.